Hello, Hương, hôm nay Hương trở lại với các bạn yêu thích sen đá. Hương mấy bữa rồi Hương bận quá, cả tuần nay Hương rất là bận, không có công việc, vì nhà có khách nên bữa nay Hương ra Hương thăm vườn hơn. Nhất là cây dâm đó các bạn. Hôm trước cây của Hương, Hương nói là Hương cây của Hương hay bị cái trên cái lá ở trên cái bông của nó đó, nó hay bị khô lá. Thì ra sao rồi mình mới biết đó là nó không phải khô gì ấy, mà nó bị mấy cái lá đó nó bị sâu á, giống như trong vườn mình bướm nó vô nhiều đó các bạn, khi nó đậu vô cây á nó hay chích, thì mấy cái lá đó nó bị sâu trong cái lá đó, nó nên làm khô. Anh Hương có sử dụng cái thuốc này của người bạn tặng cho Hương, là hôm trước Hương có khoe với các bạn thì thấy trừ khử trừ cái loại mà sâu trên cái lá đó với cái thân cây. Thì thân cây Hương không biết có kết quả gì không, tại vì mình chưa có bị, mà bên trên cái lá thì thấy nó giảm. Mà có bạn hỏi Hương mua ở đâu, bữa này bữa hôm người bạn tặng, thì sau đó Hương hỏi người bạn thì người bạn mua cái này ở Nursery Mimi. Còn cái cô bạn mà mua trên online á, thì cổ mua cổ nói mắc hơn ở Mimi nhiều lắm. Thành ra Hương không có hỏi cái website của trên mạng, mà cái này mua ở ngoài Mimi Nursery nè. Thành ra các bạn nào muốn sử dụng này liên lạc thử ở Nursery Mimi coi. Tại Hương biết là họ nhập vô mà có lúc được, có lúc không nha. Cái này giống như nhập vô mà cái này nó thuộc hóa chất rồi, kia nó hơi mạnh đó, nên nó hơi khó. Thì Hương thấy một số cây trong vườn của Hương có kết quả đó. Thì dạo này mấy cái cây đó tương đối nó đỡ đi nhiều. Là như mấy đứa này lúc sau này nó đỡ rồi, nó không có bị cái sâu trong cái lá đó bị khô trên đó nữa. Hương cũng Hương cái gì mà Hương sử dụng Hương thấy tốt Hương hay khoe với các bạn đó để mình chia sẻ với nhau. Cái này là mình đam mê mình chơi thôi, thành ra thấy cái gì tốt thì Hương hay chia sẻ. Rồi cỡ này mấy đứa này nó cũng đỡ đi, nó bớt bị cái sâu trên lá, thì nó vậy là từ từ cái bông nó sẽ lớn lại, nó sẽ dày là nhiều lá lại. Chứ còn khô lá khô ở bên dưới thì nó cái chuyện nó bình thường, ở tại mùa hè nó nóng thì nó hay bị khô, bông nó cũng nhỏ lại tại vì nó ngủ á các bạn. Mà điều Hương thấy nó đỡ bị cái sâu đó. Thấy cái cách hướng dẫn ở trong cái bình đó là mình pha nước coi như 1 lít nước cho một cái teaspoon. Cái teaspoon nó nhỏ lắm, cỡ khoảng nửa muỗng cà phê à, chứ không có nhiều. Rồi mình lắc cho nó tan đều, mình phun lên thì nó chỉ mình 2 tuần phun lần, mà nhưng Hương phun mỗi tuần cỡ này nên cây của Hương thấy nó đỡ đỡ bị cái tình trạng đó. Chỉ có cái mùa hè năm nay khí hậu nó khô quá thì nó ảnh hưởng bị khô lá hơi nhiều thôi, chứ còn nó không còn cái tình trạng mà nó khô cái lá ở trên cái bông. Cái lá đó là tình trạng nó bị sâu. Thành ra vườn mình mùa này là nó không có được giống như mùa thu rồi. Lúc trước mùa thu rồi vườn của Hương cây nó bông bự bự không đẹp lắm. Mùa này thì nó ngủ rồi, nó cũng co lại bớt, nó không có bung cái bông ra. Mà có ăn dạo thì nó vậy. Mới trồng nhiều cái thấy mùa hè năm trước thì không có bị hề hấn gì mùa hè năm nay,
khí hậu nó khô đó, thì nên cây nó bị khô lá nhiều, rồi theo lặt lá rồi thành ra hơi bận rộn, nó không có nhiều thời gian rảnh. Mấy cây này cỡ này, cái bông của nó, cái phần lá trên cái bông nó đỡ, nó không có bị khô ở trên đó nữa. Cái tình trạng khô nó vài đào là cái đó nó bị sâu, nó bị sâu ăn nên nó bị làm khô. Cái cây này các bạn thấy nó ngủ rõ ràng, cái bông của nó ở giữa nó co lại, nó không có bung ra thôi. Hương nói thấy mùa hè năm nay chăm sóc nhiều thời gian quá, nói cho thôi chắc không mua nữa, bị vườn của Hương cũng khá nhiều rồi, thì phải nói là nhiều lắm. Mà mình thì càng ngày càng có tuổi nên chắc tạm, phải nói là tạm dừng không mua nữa, mà nói vậy không biết có dừng được không. Năm nay khí hậu khó nuôi, Hương có một số bạn bè chơi cũng thuộc một cây nghiện như Hương á, cũng phải nói là tạm dừng hết rồi. Năm nay khí hậu hơi khó chăm sóc, vất vả lắm. Mình thì quá nhiều. Thì hôm nay Hương ra Hương ngắm vườn của mình, Hương chia sẻ với các anh chị và các bạn. Thì cả tuần nay Hương rất là bận rộn, đến thậm chí còn không có thời giờ ra chiêm ngưỡng cây nữa. Vì lo công việc trong nhà, khách khứa rồi, thành ra quá bận rộn. Những cây này của còn xum xê nè, mà những cái bông nó cũng nhỏ đi, nó không có bung ra, mùa này nó ngủ rồi. Thành ra Hương chia sẻ với các bạn cái hũ thuốc thì hồi nãy á, là Hương phun cho cái lá trên cái bông nó không có bị khô đó, là cái đó khô là lúc trước Hương đầu tiên Hương nghĩ nó chắc bị cháy nắng, mà thấy không phải cháy nắng, coi rồi. Tại lúc cuộc nói là bị sâu đó, bị cái loại nấm đó, ở bên trong cái lá nó chích mấy con côn trùng đó, thì nó chích nên nó bị vậy, thì nó khô, nó bị sâu ở bên trong cái lá đó các bạn. Thì Hương sẽ phun cái thuốc đó, nó nay nó đỡ rồi.
nó không có, nó coi như nó đỡ bị cái tình trạng đó. Thì nó hư ở trên đó, cái mình lặt đi cái nhìn thấy nó xấu cái bông mình lắm, nó không còn tròn trịa cái bông, chứ còn khô lá ở bên dưới mà những cái bông của mình nó cũng còn đầy đặn nữa. Khi nó tỉnh lại nó bung ra thấy đẹp, còn cái đó khi nó bung ra thấy cái bông mình nó còn bị khuyết lõm. Như cây này bắt đầu nó ngưng rồi nè, nó không bị nữa nè. Đó, thì mùa này mấy cái bông này nó ngủ, nó khô dưới cái mình lặt với cái bông nó còn nhỏ. Hôm nay là mấy cây dương mà Hương cắt nhánh cạnh đó các anh chị, còn nó mới vừa tốt chứ nó chưa đủ mạnh đó, thì nó hư nhiều. Nó gần như là nó eo uổng nó teo là mất tiêu, có cây nó cũng chết luôn. Cái mấy nhất là mấy cây mình mới cắt nhánh cạnh. Cây này của Hương bắt đầu nó không có còn bị cái khô cái lá cái bông nữa nè, nó dừng rồi. À, trong vườn Hương thì cái cây pin quýt với pin lấy đi nè, mà là mấy cây đó lại nó không bị cái tình trạng khô mấy cái lá ở trên cái cánh bông của cái bông của nó không bị, mà đa số mấy cái màu khác thì bị chứ còn nó không bị. Giống như mấy con đó nó không thích cái cây đó là sao, nó không có đáp lên nên nó không có bị. Mùa này thì nó còn ngủ, nó không có được xum xê, nhưng nó đừng chết là tốt rồi. Nó không chết thì qua cái của khoảng qua cuối tháng 9 qua bước qua tháng 10 á, thì nó bung lại. Đều tháng 10 thì nó bung mà nhưng cái màu sắc nó không có đẹp bằng cái màu sắc của mùa xuân nha. Mùa xuân mấy đứa này đẹp lắm. Đều đợi được cái mấy anh này thay đổi màu sắc theo theo khí hậu đó. Thấy các bạn thấy cây đơ la kỳ không? Thấy cây đơ la kỳ à? Hương hơi hơi chán rồi, nó mất màu hết trơn rồi các bạn ơi. Được cái chơi nó được ngắm được có vài tháng à, bây giờ cái này Hương bận Hương không cắt tỉa nè, nó lên nè, bữa nào Hương phải cắt tỉa lại nè. Nó mất màu hết, đa số nó mất màu hết, nó ra giọt non rồi nữa nó cũng không có ra màu nữa. Để coi coi năm tới thì sao chứ thấy cây này của Hương mua hơi nặng tay tiền, ai có mua nó rồi biết đó, mà nhưng nó chơi ngắm được có vài tháng. Cây vừa ra cái tiệc của Hương ở trên cái sale này, giờ này Hương thâu nó bị ánh sáng của nắng đó, nó bị công se lây chứ, hoặc là nó bị cái bóng hết trơn, không có thấy nó đẹp nữa. Tới hôm nào Hương ra Hương thâu ban đêm á thì nó có cái đèn ở trên á thấy nó đẹp hơn, nó không có bị bóng của cái ánh nắng. Mình thích cái cây này đẹp. Hương thấy năm nay Hương lên trên mạng bên của nhiều cây năm nay thấy rẻ quá.
Hương thì nhóc rồi nên Hương không mua nữa. Thấy cũng ham ham á, tại vì mình là cái máu mà thích, hôm nay thấy nó rẻ. Trong vườn hương cây xưa ra và ra cái thiệt hương rất là nhiều loại khác nhau mà cứ thấy là rẻ cứ muốn mua nữa mà dằn dằn lại không mua nữa tại vì không có chỗ để đây cái cây lưu minh này của hương này, khô một lượt hai cây nha, mà cây này nó cứ hay bị khô lá không dám tưới nước nhiều nè. Còn cái cây bên này thì thấy nó phát triển nè, nó to nhiều rồi. Còn cây bên đó, đó, cây bên này nó to nhiều, còn cái cây bên đó thì thấy nó nhậu đó. Mùa này là mùa nóng nha các bạn, mà nhưng lại ngại tưới nước lắm, thấy nó nóng khô mà mình tưới nước vô nhiều cái là rồi máy ảnh xê bye bye, mình không có dám tưới nước. Cây này cây bình nguyệt là đột biến này. Cái này Hương mua cũng 2 năm rồi nè các bạn, trồng tới giờ không thấy nó nhảy coi ca con, mua mấy củ là nó mấy củ à, mấy chở không thấy nhảy con à. Cây này là hương ương từ lá mà các bạn, ương từ lá mà chờ nó lớn lên mình ngắm được lâu lắm, thành sau này hương chán hương ít có ương cây lắm, thấy mình hơi bỏ tiền ra mua ngắm lẹ hơn. Nhất là năm nay ở bên Korea nhiều cây nó rẻ lắm các anh chị, giống như cái thằng này nè, cái cây này là đầu tiên hương mua cách đây 2 năm, nó
còn đâu nó đâu 50 sao với nó còn 35 đồng hương mua cây đó. Cái sau này cái bụi này là ương ương nó lâu lớn quá, cái sau đó qua năm sau cái cây này nó xuống còn có 20 đồng đó, nó tụt giá vậy đó, rồi 20 đồng gần nửa giá ha, cái hương mua ha. Năm nay hương chết còn có 10 đồng mười mấy đồng rồi các bạn. Thành ra các bạn nào thích đó, lên online qua bên Korea bỏ bên đó mua bên đó nó rẻ hơn ở Mỹ mình nhiều lắm. Mà cây nhỏ thì tiền shipping nó cũng không có nặng lắm. Đây, hướng cho các bạn xem mấy cây sỏi cầu vồng cỡ này nó khô lá hơn nhiều rồi nè. Mà hương ngại tưới nước nhiều, tưới nhỏ giọt lắm thành ra nó khô lá nhiều. Nhưng như vậy thì nó lại không có chết cây nha các bạn. Hôm trước hương thấy nó khô đất, hương tưới thấy cây nó khô khô lá cái hương tưới khá một chút thôi ngàn chứ không phải nhiều lắm đó. Ê, tuần sau là thấy úng gốc một cây hương nhổ lên hương cắt giữ lại được một mớ đọt, nên mấy cái cây này lúc sau này nóng mà hương hạn chế nước lắm nên ảnh khô lá hơn nhiều, khô lá nhiều nè, có một mớ cây nó bị thưa nè, nó khô lá nó rụng ở dưới đất á, mà thôi như vậy nhìn nó lại không chết, cái nước nhiều á lại ảnh dễ bị chết ha, úng gốc hơn. Có một số cây nó bị rụng hơn nhiều. Thấy vậy chứ mấy đứa này nó nước ướt cái gốc nó là cái hậu nóng lên đó là dễ bị úng gốc lắm. À, cả này nó mấy cây sỏi cầu vồng của Hương có một số cây nó bị còi rồi đó, mà như vậy thì nó không sao các bạn ơi, vậy mà mình thấy vậy mình nước hơi khá hơn chút là nó lại bị úng. Đây à, năm nay mùa hè trong vườn của Hương á mấy cây loại mà cây dâm mà đột biến á, cái hương không có bị ảnh hưởng nhiều bằng cây dâm mà bụi nha, bông chùm á, bông chùm thì nó bị sâu lá, nó bị có úng gốc hết 2 cây, bị sâu nó ăn xuống đó, ừ, hết 2 cây, còn mấy cây này thì chưa, chăm sóc mùa hè năm nay cực á. Nên cái Minusa của Hương nó đột biến à, nó không bị ảnh hưởng nhiều. Cái này nó cũng khô lá nhưng mà Hương không có trèo lên lặt lá khô nữa. Cũng khô lá này. Coi cả tuần nay Hương không có làm gì được, nó khô lá nè các bạn. Đó. Đừng chết là được. Mùa này năm nay á, cây nó eo ọt nhiều.
Cái này rất là to nha. Cũng vậy nha, bự to lắm á. Cái cây này của Hương ở chỗ này nó trống lỏng đó các bạn. Thì Hương đục cái lỗ đây, đục cái lỗ Hương cắt cái nhánh đút vô đây, hy vọng sống rồi đó. Hương làm nay cũng mấy tuần rồi nè mà chắc sống rồi đó. Mình muốn ghép cây á, cái thân cây đó nó mạnh, rồi mình cắt cái nhánh khác nó cũng mạnh, nó không có bị cây, không phải cái bữa cái nhánh mà cây nó đang bị bệnh hay là bị cái gì đó, thì cái cây hai bên nó đều mạnh khỏe hết á, thì Hương ghép cái xác suất thành công rất là cao. Còn nhiều khi Hương hà tiện đó, cái Hương lấy mấy nhánh của mấy thằng nó đã bị ẹo uột đó các bạn, ghép đa số là không thành công. Cái cây mà Halloween màu quay này á, giờ mùa này nó bắt đầu nó xanh nè, mà khi nó xanh vậy Hương không biết năm tới nó có trở lại màu gì hay không nha. Chứ còn cái cây wedding mỗi lần Hương mua đó năm rồi nó không có đảo lại màu nữa, coi như nó chỉ được có một lần đó thôi. Nhiều cái loại cây mình mua giống như đa số mấy cái giống của Trung Quốc, mấy cây mà của Trung Quốc. Thì lúc sau này ở Cali mình bán nhiều lắm mà. Đa số là mặt hàng họ lấy từ bên Trung Quốc nên cái chất lượng cái màu của nó thì họ nuôi đó, họ cho cái phân để mà lên màu, mà mình mua về mình không biết cái sử dụng cái đó là nó mất màu hết rồi, nó không trở lại cái màu như cũ nữa. Mấy cây này Hương để đây thì nó màu xanh nhiều. Cá nó khô nè, không có thì giờ lặt. Cây này của Hương nó tỉnh rồi, lá nó cứng cáp rồi mà nhưng để chỗ này nó hơi mát á, sợ nó nóng nó để chỗ này nó mát. Tại bên trên cái mái tôn nó có cái đống gỗ nên nó hơi xanh nhưng nó không bị ảnh hưởng nóng nhiều. Thì hôm trước cây của Hương đằng kia nó không có được thoáng mà lại nó nóng nhiều á nên nó bị chín nhánh chết cũng hết, như hai cây bự như một cây nhỏ. Rồi Hương bưng lại đây thì nó ok, nó không sao. Hôm trước thấy nóng mà nó để bưng á, lại bận rộn nên không có làm được, thì ổng bị chết.
Chồng không có chết thì ở nhà vườn người ta không bán được. Nó đúng là ở nhà vườn họ trồng cũng có cây tốt cây xấu, có chết chứ không phải không. Giống như lúc trước, hồi năm trước Hương có order cái cây, cái loại giống cây này Hương có order bên Korea, mà khi mà tới lúc mà họ nhổ cây lên họ giao hàng cho Hương đó các bạn, thì ở dưới gốc nó đã bắt đầu bị úng, bị úng nên họ không có giao cho Hương. Hương cũng thích được cái, Hương cũng liều lắm, Hương kêu họ thôi discount thì Hương lấy cái cây đó, mà nhưng họ nhất quyết họ không có giao cho Hương. Họ nói khi bị úng vậy mà lại vô thùng thùng lâu ngày á, về cái thân cây nó của nó là mình không có trồng được, tại vì nó sẽ ảnh hưởng lên cái nhánh trên đó rồi, về mình trồng nó không có sống nên họ không có giao hàng cho Hương. Thật ra mình trồng chết là chuyện bình thường, nhà vườn mà nhất là bên cù ria là mấy anh này là gốc của nó bên đó đó mà nó vẫn bị như các bạn, chứ không phải là mình ở bên Mỹ mình trồng cây đó khó thế nào thì cũng tùy theo khí hậu chỗ của mình. Ngay cả nó bên gốc của nó bên nhà vườn ở bên đó trồng nó vẫn chết, có chết như thường. Thành ra có lần Hương order cái cây đó mà họ không có giao, tại vì nó họ nhổ lên họ thấy nó bị bắt đầu úng gốc, chứ không phải mình ở đây mình trồng mà chết. Tại ở đây là khí hậu, không phải là cái xuất xứ chỗ của nó, khí hậu của mình. Mùa đông thì không sao mà mùa hè hay bị chết, tại vì mấy đứa này nó dở chịu, nó không có thích hợp với khí hậu nóng đó. Mình trồng ở chỗ của mình chăm sóc ấy thì chết nhiều chết ít thôi, bắt buộc phải có chết. Trồng mà mình mua mình trồng mà không hao thì nhà vườn ta đâu có bán được, ta dẹp tiệm hết làm sao. Nó thành ra Hương hôm nay Hương rỗi rảnh chút Hương ra Hương thăm vườn, Hương thực hiện video Hương gửi đến các anh chị và các bạn nha. Đó. Còn cái cây này của Hương là Hương thấy có mấy cái bông của nó bự quá đó, cái Hương không thích Hương cắt nè. Hương cắt giờ nó đang ra nhánh, nhiều nhánh đó. Đang ra vậy. Bông to quá Hương không thích, cái Hương hay cắt bỏ. Cắt bỏ rồi khi nó sẽ ra, cắt đọt nó thì nó sẽ ra được nhiều nhiều cái đọt khác hơn. Cái này Hương ra cắt đó giờ nó đang ra. Đang ra lúc chút rồi đó. Thì mai mốt nó ra thì nó sẽ dày lại. Rồi thôi vậy cho Hương chia tay với các anh chị và các bạn. Hương không quên chúc các anh chị và các bạn vui vẻ, khỏe, chăm sóc vườn sen của mình. Rồi vậy cho Hương chia tay. Chúc sức khỏe các anh chị và các bạn. Bye bye, xin hẹn lại video kế nha.